hỗ trợ nhẹ cái nó lên vậy đó, mình được anh là không lên đó. Này cái giật dài quá quá luôn. Cứu được bây giờ là tự cứu mình lên luôn nha. Đó bây giờ anh em bắt cán rồi, bây giờ là nó lên nè. Giờ ở đây thì anh em đang đào các bạn. Ở đây thì đang dẫn nước. Ở đẳng thì anh em đang đốn lá nha. Đốn lá thằng lót nha. Đang dẫn nước để cho nó đừng có dẻo đó các bạn. Một số anh em thì đang móc xình bớt nè. Bó tài luôn. Đang lòi lá lại. Nó đồng sừng. Nó mà lầy còn cái lầy dữ lắm, nặng luôn. Thứ hai nó tại ông 75G này mà ổng lầy rồi cũng nặng lắm ổng mới lầy. Tại vì anh em đã lên chân chạy xích 95 mà nói lầy cũng khá hay luôn đó. Nó lầy các bạn biết nó dẻo dữ lắm, dẻo. Anh chủ vườn, anh vườn hết bụi lá luôn. Wow, anh là thế anh lấy cây anh bắt cắn luôn nè các bạn, chơi nguyên cột nhà luôn. Rồi bên đó thì cây 70 ủi cái lỗ bển này nha các bạn, cái lỗ lúng cũng chừa lại nữa đó. Nó hôm cây bắt cắn luôn. Thì ở đây anh em đang móc trình bớt những cây 70 ủi lỗ bển mà cắm cắm bển luôn kìa. Rồi, tới không chịu. Nó muốn về nó rị rất là thấy tiêu. Vậy đó mà cây 75G nó rị kiểu vậy mà lên được nha các bạn. Được rồi, của anh này anh chạy nó rị vậy đó. Của mình rị cái nó nằm luôn các bạn thấy không. Rồi, nó kéo qua. Hỗ trợ. Đốn lá là nhóc nó chờ để nó lót rồi. Chặt lá lót các bạn.
có kéo chạy đâu trời. Ủa mấy kéo chạy đâu vậy? Chạy lấy đồ cái gì á. Cho nó không lần kéo cái máy cắt rồi lên cái điều rồi nó đi rồi. Ở đây thì anh em đang lót vô. Rồi các bạn, bây giờ anh em đã lót rồi ha, không chưa không có bắt cán nha. Chỉ có nước thôi, giờ coi thử là lên không. Wow. Chưa cho rồi. Này cái giật dài quá quá được. À còn nhúc nhích. Tại ông máy kéo này ông hết thế nè. Máy kéo hết thế à. Rồi xong lại chạy ra. Đi chạy ơn mà không chạy không ra mà bởi vậy. Đi bởi sao kéo được. Không thắt thế luôn. Em lấy đồ bây giờ chạy lên lại các bạn. Đạp bài bài rồi lại nó đang kéo chiếc 70 lên các bạn. Lấy dây này lên để anh em bắt cán nha. Lấy dây luộc này bắt cán chiếc 75 gạo nè. Bây giờ anh em lần cây qua bắt cán các bạn. Cho cái bên nặng này nhiều đi anh. Rồi, 70 đẳng thì mấy kéo đang kéo nha. Kéo.
hỗ trợ nhẹ cái nó lên vậy đó, mình được ăn là không lên đó. Rồi. Rồi, anh em ở đây thì buộc dây nha. Rồi các bạn, bây giờ rút cuộc không ai giải cứu được, bây giờ tự cứu mình lên luôn nha. Đó, bây giờ anh em bắt cán rồi, bây giờ nó lên nè. Đó, đang bám lên nha các bạn, không đứt dây là lên đó. Đó, đang lên, đang lên. Đó, đúng là bắt cán là đỉnh nha các bạn, nào không đứt dây là lên nè. Đứt dây rồi. Hết dây à. Lên cũng nhiều lắm mình. Như nó hết dây, hết cây. Giờ anh em cắt dây. Lên biết bao xa luôn rồi đó không? Đúng rồi, bên này nặng hơn ha, bên kia. Giờ anh em đang ngồi dây để cắt dây các bạn. Cuốn gom qua tiếp hay vậy ta? Qua cứu hả? Qua. Wow. Rồi vậy là kêu mấy cuốn gom hỗ trợ tiếp rồi các bạn. Mấy này nhóc bây giờ luôn mà không thấy nào kéo được luôn nha bạn, tại nó không có thế kéo thôi, không có vô kéo được. Nó rốt cuộc lên nhiều lắm á. Lên nhiều lắm hả? Ừ. Ừ. Bây giờ cái máy kéo này anh dời cái đi, máy kéo này là máy kéo này nãy nằm chỗ này là nó hết đi rồi, bây giờ dời chỗ đi. Bây giờ dời cái máy kéo này cái đi ngoài không? Kéo nó không có thế đi nữa. Nó còn giãy dụ không nổi nữa, bởi vì bởi hồi nãy đâu có thế kéo rồi, thấy không? Bó tài. Ừ.
khiếp. Hố tài thì trời nó dẻo á. Chiếu gì mà nó dẻo ngày không ra. Quyết định cho mày ra mà. Rồi, bây giờ thì mấy cuốn gom qua hỗ trợ tiếp các bạn. Để coi coi sao đây. Thổi hôn luôn qua. Rồi mấy kéo ra, mấy cuốn gom đang về vô nha.